cho già. Cái lộn không vậy trời? Cái này là cái nhà ga hay cái chùa mà sao nhìn vắng que như cái chùa Bà Đanh vậy? Chắc cái chùa thiết kế hình sân ga đó. Mày kiếm gì vậy? Kiếm thùng công đức. Mày điên hả? Ông quản lý tàu nói đúng địa chỉ này rồi. Rồi thấy mặt ông quản lý tàu chưa? Có luôn. Nè ổng nè. Cái gì mà mờ câm như giông vậy? Muốn rõ thì lắc thôi. Giờ rõ chưa? Ha! Gì như giông vậy cha nội? Gia đình cục xúc phải không? Nó đó. Rồi vợ anh đâu? Nhìn gia đình tôi vậy thôi chứ làm gì có tiền mà đi bốn mạng. Bây giờ mới chia ra 50 xuống biển, 50 lên non. Vợ tôi với con gọi về trước rồi. Tôi với nhỏ này bữa nay mới chờ cái chuyến tàu nửa giá này nè. Lúc đầu con cũng bán tính bán nghi, mà thôi mắc về quê quá, bán mạng theo chú đó. Trời ơi, bán mạng cái gì thôi. Thiệt, tôi thà bán cái mạng đi đổ cái vé, tôi cũng chấp nhận. Cái mạng anh bán ai thèm mua? Ủa alo. Rồi, lấy cái mạng của tôi được chưa? Mạng nhỏ này cho người ta không thèm lấy, ta trả về á. Cái vậy? Cái gia đình của mấy người nổi tiếng là cục xúc nhất cái vùng này. Đi tới đâu là quậy banh chành tới đó. Bán cái mạng ai mà dám mua? Sao? Nói gì kỳ vậy? Nói vậy hả? Quay nào? Được. Thôi nhịn. Quay cái gì? Nhịn nóng đi. Nhịn nóng đi. Chuyến tàu và tên hai người. Quay. Có. Vui vẻ vậy thôi chứ. Muốn về quê thiệt mà. Bán mày. Rồi hai người này đi chuyến tàu nửa giá. Tôi thả hai cha con xuống nửa đường. Còn không đi nửa mình thôi. Sợ nha. Nói vậy thôi, chờ xíu đi, tôi còn đón khách khác nữa. Thôi, nhịn nóng đi, nhịn nóng đi. Không về quê, tới công chuyện tao. Thôi mà. Thôi cái gì? Tôi không cho đi bây giờ. Cái gì vậy? Mày đứng đi hả? Trời ơi. Cái gì mà già ga không bắt được sóng 4G vậy trời? Anh cho em hỏi cái tên wifi của nhà ga mình là gì vậy anh? Mẹ yêu dấu của con. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Dạ bắt quật cái gì anh? Gái nhảy 21. Ủa? Sao cái tên wifi thì nó dễ thương mà cái bát nó ngược sao anh? Nó kỳ sao á? Chứ bây giờ chị nhìn cái thay của chị với giới tính của chị nó có ngược không mà chị ý kiến với cò? Anh này, cái gì của em là con gái đó. Chị cano phải không? Ui là trời, em tưởng là dân xứ biển, dân chạy cano mới biết em. Ai ngờ anh chạy xe lửa cũng biết em luôn. Trời, không ngờ em nổi tiếng cái gì. Mẹ đăng ký đi chuyến tàu nửa giá của con này mẹ, chứ nổi tiếng cái gì. Rồi, ngồi chờ đó đi. Tôi dạ. Còn đón tất cả các khách nữa. Dạ. Gái nhảy 21. Ủa sao không vô được vậy anh? Gái y dài, nhảy y ngắn. Ủa, vậy là gáy nhảy mới đúng chứ. Đừng cái gì vậy? Trời, có sao không? Ủa Ngọc, còn sống hả em? Con. Ở chồng con em đâu mà để em điên mình vậy? Tụi nó đông đúc nặng nề quá, em cứ gửi về quê hết rồi. Em tranh thủ lại đây kiếm thêm tiền mua quà Tết cho bà con. Trời đất ơi, chồng con mà em làm như món hàng như cứ gửi về quê. Cho lên trên đi. Thôi đứng đó đi. Mẹ người ta ai gì mà chen chen lên đây. Rồi, vậy đủ danh sách nha. Vì đây là chuyến tàu nửa giá nên tất cả mọi người phải trả giá. Trả giá, trả giá gì? Để bước lên chuyến tàu nửa giá này, mọi người phải bịt mắt lại. Nếu ai cố tình tháo khăn bịt mắt khi chưa có hiệu lệnh, chúng tôi sẽ yêu cầu người đó xuống tàu và sẽ không được về quê. Lên trên tàu ngồi đúng vị trí đã quy định và cung cấp đầy đủ thông tin nếu như nhân viên yêu cầu. Mày hỗn hào quá vậy đó, chị không thấy được. Tất cả mọi người có thể tháo khăn bịt mắt. Ánh sáng. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chuyến tàu đặc biệt sạch khuẩn. Và tôi là nhân viên, rất vui khi được phục vụ tất cả mọi người. Ê, sao nhìn mặt y chang ông quản lý vậy? Rồi mày quá trang chi giống cha già nãy vậy? Ê, đừng nói là ăn trộm ăn cắp nghe mày. Mày muốn thúc đẩy điều gì? Hả? Tôi con trai ổng á. Là cha con giống nhau đúng mấy má ơi. Ồ, có miệng ông á. Ký đầu 3 giờ à. Và bây giờ yêu cầu tất cả mọi người hãy khai báo y tế trước khi đi. Chị này khai báo trước, trong 14 ngày qua chị có đi đâu không? Chị đi nhiều lắm á. Rồi mắc gì kỳ thị? Chị đi đâu mà nhiều? À sáng ngủ dậy xong rồi chị đi từ phòng ngủ vô toilet. Toilet xong rồi chị vô phòng tắm. Vô phòng tắm chị tắm. Chị tắm bằng gì? À chị tắm bằng Lifebuoy. Chị tắm Lifebuoy xong chị có đi đâu nữa không? À xong rồi chị vô phòng khách. Chị ra phòng khách, phòng đó có khách không? Ê, mùa này sao tiếp khách được cứng? Nếu không có khách thì tại sao gọi là phòng khách? Chứ nếu mà không gọi là phòng khách gọi là phòng gì? Gọi là phòng khác. Phòng khác là sao? Là phòng khác nó khác với phòng ngủ. Vậy là chị vô phòng khác. Chị vô phòng khác chị có khác không? Chị y chang chị có khác gì đâu. Ý của em là khác nước đó chị. Chị có khác.
Chị khát nước thì chị có uống nước không? Uống chứ cưng, khát phải uống chứ. Chị uống nước trong hay uống nước ngoài? Uống là phải chảy vô trong chứ sao ra ngoài được. Ý của em là uống nước trong nhà hay uống nước ngoài đường? À, tại vì chị uống nước trong nhà chứ mùa này sao ra đường uống nước được. Vậy là chị uống nước trong phòng khác cả ngày. Chị đi lòng vòng trong nhà tới tối luôn. Chị ở trong phòng khác tới tối vậy chị có khát không? Uống nước rồi sao còn khát cưng? Ý của em là khát nhau chứ phải khát nước. À, chị có khát. À, ban đêm chị khát, chị ban ngày. Chị khát sao chị? Ban đêm chị buồn ngủ hơn ban ngày. Chị buồn ngủ thì chị có ngủ không? Có ngủ chứ sao không ngủ được. Chị ngủ ở trong hay ngủ ở ngoài? Ngủ là ngủ trong nhà chứ sao ra ngoài đường ngủ được. Ý của em là ngủ ở trong phòng ngủ hay là ngủ ở ngoài phòng khác? Trời ơi, rắc rối quá. Thì bữa nay chị ngủ trong phòng khác, tại vì hôm qua chị đã ngủ trong phòng ngủ rồi. Thì hôm nay ngủ trong phòng khác để nó khác hôm qua trong phòng ngủ. Gì mà em hỏi gì nhiều dữ vậy? Thì em thích hỏi vậy đó. Chị không thích trả lời hả? Không thích thì mời chị xuống tàu. Thôi trời ơi, thôi. Thôi đi, nhịn nó một tiếng đi. Rồi nó chở vô về quê. Cự nó bỏ luôn giờ. Vậy là hết một ngày đó. Trời ơi, lần quần nãy giờ mới được một ngày. Còn 13 ngày nữa. Nó khai xong chắc hết bà nó cái Tết rồi. Thôi ngủ đi. Trời đó, khai tới khai lui hồi nguyên cái tàu khai ngấy. Cái miệng mày. 13 ngày còn lại như trên. Lành mạnh, tiết kiệm, chăm sóc sắc đẹp, phải đẹp. Đẹp phải làm gì vậy chị? Ủa, em quên ông bà mình có câu hả? Khó quanh năm vào 3 ngày Tết. Ở trên Sài Gòn này kham khổ cỡ nào cũng được, mà về quê là phải đẹp, phải sang. Biết sao không? Để cho hàng xóm nó nể. Đó, chị không muốn đẹp đâu, mà tại Tết mà. Đó, đẹp vậy thôi chứ trong túi không có tiền. Ủa, vậy là sang và đẹp rồi đó hả? Sang và đẹp dữ lắm rồi đó. Đẹp hơn chị. Sang, nhìn bà tôi muốn sang lắp mặt bằng ghê vậy đó. Còn chú 14 ngày qua chú đi đâu? Tao ngủ, bớt hỏi đi. Tao vui tao cũng ngủ, tao buồn tao cũng ngủ, tao ăn tao cũng ngủ, tao ngủ tao cũng ngủ. Mày hỏi cho tao tới công chuyện với tao à? Không, con nhớ có đi toilet mà. Đi gì mày đi trên giường luôn, mày đi đâu đâu? Vậy tính ra gia đình này không có ông ăn chuyện làm ngủ suốt ha. Rồi sao? Rồi khai báo xong. Hên quá, thoát cái kiếp nạn khai báo rồi. Mà còn mày đó. Gì? Về tới quê là kiếm nhà chòi khách sạn gì đó ngủ đỡ đi. Mắc gì vậy? Đúng 12 giờ qua giao thừa mới được vô nhà. Nó chi trời? Mày học tuổi hiểu không? Đó, mày phải xông đất thì nhà mình mới có phúc có lộc. Không á. Mày không không? Tao quăng mày xuống tàu bây giờ. Trời sợ quá, khỏi khỏi tự nhảy cũng được. Ờ, quên chị này nữa. Trưa nay muốn ăn cái gì? Ủa sao mấy người kia khai y tế mà? Cái toa tàu này là toa tàu của tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Muốn ăn gì trưa nay? Tàu này có gì ăn à? Thì bây giờ chị nói những món mà chị muốn ăn đi. Rẻ rẻ thôi, cái gì cũng được mà rẻ là được. Tôi còn để dành tiền mua quà cáp cho bà con dưới quê nữa. Vậy là bây giờ là mỗi lần về quê là phải có quà cáp cho người này người kia hả? Trời, nói gì không biết điều vậy trời. Phải có chứ. Cả năm làm lụng ở trên Sài Gòn rồi là phải về ha. Có chút bánh trái, kẹo, mứt. Nói chung là phải mua. Mua cho mỗi người vậy đó. Người ta thấy nể mình với lại người ta thấy mình làm ăn hiệu quả, hiểu không? Rồi, vậy đó. Ăn gì? Ăn cơm nguội với kho quẹt đi. Không. Rau luộc? Không có. Cháo hành? Cũng không có luôn. Chả quyên? Không có. Tái châu? Không có gì hết. Không có gì hết, hỏi tôi làm chi? Hỏi coi là những món mà chị muốn ăn á có giống như những món mà tôi thích ăn không? Nãy giờ giống không? Không giống gì luôn. Rồi anh thích gì? Không thích ăn gì luôn. Được rồi. Trời ơi, hồi nãy chị kêu em bình tĩnh, bây giờ chị mất bình tĩnh vậy. Thôi nhịn đi, để được về quê thôi. Chị nhịn nha. Ờ. Nể mặt cưng chị nhịn á. Ờ, chứ không phải thua thiệt đâu. Nãy giờ là chị nóng má, chị muốn bụp lắm rồi đó. Hư dưới quê vậy là chị bụp rồi đó. Ủa bác, sao nhìn bác lạ quá vậy? Hình như không có nằm trong danh sách mà con biết. À cậu ơi, hồi nãy ở dưới sân ga tôi nghe người ta nói cái chuyến tàu này nè, ai mà lên đi chuyến tàu này thì được giảm nửa giá. Dạ. Nên tôi lên tôi đi đó cậu. Tôi chỉ còn có nhiêu đây tiền, cậu làm ơn nhận giùm tôi rồi cho tôi đi, đừng có đuổi tôi xuống nha cậu. Cậu làm ơn đi cậu. Bác lên nhầm tàu rồi. À, cậu ơi, tôi còn chiếc nhẫn này. Cậu làm ơn nhận giùm tôi, đừng đuổi tôi xuống, cho tôi đi cậu. Làm ơn làm phước trời đi cậu. Trời ơi, đâu có được. Cái nhẫn kỷ niệm mà giờ bên đem bán làm sao? Biết là kỷ niệm, nhưng mà tôi không có tiền. Trời ơi, yên tâm đi. Gì chứ để tôi lo cho. Nhìn tôi vậy chứ cũng không có tiền luôn. Nhưng mà tôi có tấm lòng, thấy không? Đây, còn 200 ngàn nè. Rồi để tôi phụ chị 100 ha. Gì vậy trời? 100 ngàn sao đủ trời? Chứ có 200 ngàn giờ cho hết rồi lấy gì ăn Tết? Tôi chưa có nói hết. Ý tôi nói là đưa 100 ngàn không đủ á thì tôi đưa thêm 300 của tôi.
Tiền này để tôi để dành tôi mua cái đầm ăn Tết á, quý lắm á. Mà thôi giúp được cô về quê ăn Tết á cũng là phúc lộc rồi. Nói thiệt nha, nếu bây giờ có danh hiệu người đẹp nhân ái là tôi tặng cho bà liền đó. Con mét má, bà bắn tim người phụ nữ khác. Tao bắn vô cái mỏ mày. Cô ơi, con thấy mọi người ở đây á có lòng giúp cô, cho nên là con không giúp. Ê, người đàn bà này không giúp cũng kỳ, đang móc tiền cái con nhỏ này. Đây con có 50 ngàn, coi như con phụ với cô nha. Cái này con để dành ăn hai bữa mà thôi, giúp được cô thì con cũng vui. Chị ơi, thấy mọi người á ai cũng quyên góp hết, vậy cho tôi quyên góp luôn nha. Ở đây ai cũng khó khăn, mọi người quyên góp vậy lỡ mọi người thiếu tiền rồi tính làm sao? Trời ơi, chăng sao cái gì. Ông bà mình có dạy một nắm khi đói bằng một gói khi no, đúng không mọi người? Đúng. Thôi mai đi không sao hết á. Trời ơi, chú cục xúc vậy mà chú nói được câu đó là khó tin dữ lắm luôn á nha. Tôi cũng không tin luôn. Ê, tôi mới bắn tim bà luôn đó. Ông bé ơi, em mới bắn tim chị mà em đòi xin đinh tư của chị. Chị không chờ đợi. Mê lắm, mê lắm. Tôi nói là hoài à, đàn ông là không có để họ bắn bất kỳ thứ gì vào người mình hết, đặc biệt là bắn tim á. Ê, tôi tuy là cục xúc nhưng tôi vẫn có một cái tấm lòng yêu thương và suy nghĩ trắc ẩn. Thôi được rồi, vậy thì em tin. Ham lắm, thế nào mà cũng cấn bầu giống tôi. Trời đất ơi, mọi người này sao đâu á. Nhưng mà phải công nhận một chuyện, ngày hôm nay tất cả mọi người làm tôi rất cảm động và bất ngờ. Ủa mày nói vậy là sao? Ủa bất ngờ là bất ngờ cái gì? À, hay là mày nghĩ tụi tao sống rất là ích kỷ, không biết yêu thương ai, không biết chia sẻ giống gì hết, đúng không? Ba, có ai nghĩ gì mình đâu. Không, tôi nghĩ vậy thiệt á. Mắc mớ gì suy nghĩ tụi tao như vậy hả? Từ nãy tới giờ tôi cũng chỉ thử thách và thăm dò mọi người mà thôi. Ê, trời đất ơi, mỗi mình hành khách mà tự nhiên thăm dò mà. Ủa, nó phải tù nhân đâu, đúng không? Ủa, thảm gì đâu mà thăm dò. Nếu như bây giờ tôi không thử thách thì làm sao tôi biết được cái chuyện khó quanh năm vào ba ngày Tết. Còn nếu như tôi không thăm dò làm sao biết cái chuyện là phải quà cáp cho bà con hàng xóm láng giềng, rồi phải chọn người đúng tuổi để xong đất nữa, và rất nhiều lý do khác. Chi cho cực vậy. Ủa, nhưng mà cái này là cái thói quen từ xưa tới giờ. Hồi đó giờ ông bà mình làm nó như là một cái nếp rồi, có cái gì đâu. Nhưng mà với thời buổi dịch bệnh bây giờ, những điều đó không còn quan trọng bằng chuyện. Chuyện gì vậy? Rồi sao mày không nói? Ủa, còn sao không đoán? Mắc gì tao phải đoán? Ủa, miệng mấy người lanh lắm mà. Hay đoán này đoán nọ lắm mà, nó leo lắm mà. Là lanh cái miệng cho tao ngu cái não đó, tao không đoán được. Cậu ơi, cho tôi xin có ý kiến. Cái điều quan trọng nhất bây giờ đó có phải là sức khỏe và bình an để mà trở về nhà đoàn viên, có đúng không cậu? Chính xác là như vậy đó mọi người. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe và sạch sẽ để đoàn viên. Đó mới là phúc lộc lớn nhất của gia đình năm nay. Trời ơi. Em, cho chị hỏi đi. Vậy bây giờ mình làm sao để gột rửa bụi trần, sạch khuẩn hiệu quả với lại thanh lọc tâm an? Với lại là mình phải sạch sẽ mới đón may mắn được. Rồi mọi việc mới hanh thông trở lại. Yên tâm, đã có Lifebuoy, cà phúc và muối lọc hoàn toàn mới. Món quà vô cùng ý nghĩa cho Tết này. Ê, bây giờ tôi hiểu ra cái ý nghĩa rồi nha. Tức là bây giờ mình không còn quan trọng những cái thủ tục như là xông đất, xông hơi gì nữa. Mà quan trọng phải là sức khỏe nè, bình an với lại khử khuẩn, đúng không mọi người? Đúng rồi. Con gái của bà. Ok coi. Hôi nha, rất hôi nha. Hôi gì mà hôi. Nhưng không sao, để lát bà mua sữa tắm Lifebuoy trà phúc và muối lọc tắm cả là thùng bức luôn. Ê, cái tay bà dơ nha, phải rửa tay sạch sẽ à nghe. Biết rồi. Trả tiền nguyên góp luôn nè. Ê, cái này là tôi gửi tặng cho chị mà. Thật ra đây không phải là chuyến tàu nửa giá. Ê, đừng nói đây là chuyến tàu full giá nha. Lanh lắm, hay lanh lắm, hay nói leo cho mấy chỗ này lắm, phá không à. Thật ra đây là chuyến tàu về quê miễn phí của Lifebuoy. Với tiêu chí bảo vệ mọi người sạch khuẩn để về quê ăn Tết, Lifebuoy sẽ luôn đồng hành với tất cả chúng ta. Và cũng đã tới giờ rồi, còn chần chờ gì nữa? Lifebuoy, 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 Lifebuoy,
Tết này, bánh chưng không có cũng được, quần áo mới không có cũng được, quà cáp không có cũng được, sạch khuẩn, bình an về nhà là đủ thôi. Hãy cùng đồng hành với Lifebuoy trên hành trình mang thuốc sạch khuẩn, lọc xuân vầy về với 25.000 gia đình Việt Nam.